Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể chư vị đồng tu. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 6 năm 2018, nhằm ngày 18 tháng 4 năm Mậu Tuất âm lịch. Hiện giờ là 5 giờ 59 phút sáng giờ Việt Nam. Giáo nhàn đang có mặt tại tỉnh Thất Quan Âm Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam. Dạ, A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể chư vị đồng tu hiện diện có mặt tại tỉnh Thất Quan Âm và đang online trực tiếp trên trang web vô lượng thọ.vn cũng như trên cái app vô lượng thọ TV toàn cầu. Hôm nay giác nhàn in cái quy tắc tu học của Ấn Tổ tặng cho quý vị, và thêm đó nữa là Tổ sư Ấn Quang dạy người Phật tử phải tin nhân quả. Phật tử tức là con Phật. Như vậy cho nên sáng hôm nay giác nhàn sẽ đọc cái quy tắc tu học. Thứ bảy tuần trước, trước khi tổ chức đại lễ Phật đản, có hai đứa bé. Có một đứa bé như chưa tới 5 tuổi học thuộc cái bài kệ tu trì. Rồi có một đứa bé thì hơn 5 tuổi học thuộc chú Đại Bi. Và trước khi đọc chú Đại Bi thì có đọc cái quy tắc tu học của Ấn Tổ. Thì thưa quý vị, những đứa nhỏ nó đọc thuộc lòng rất là dễ, nhưng mà để mấy đứa nhỏ này nó hiểu, để nó thực hành thì cái việc này khó. Vì bản thân của cha mẹ mấy đứa bé này chưa có áp dụng thực hành được, cho nên mấy đứa nhỏ nó không bắt chước được. Vậy cho nên thành ra Ấn Tổ nhắm đến cái việc giáo dục gia đình, tức là bắt buộc cha mẹ phải làm gương cho con cái. Làm gương tức là cha mẹ phải thực hành. Vì vậy cho nên thành ra cái vấn đề mà chúng tôi ngày mai có giảng cái lớp học mà giáo dục gia đình và đời tử quy vào buổi chiều lúc 2 giờ đến 4 giờ đó. Mà cái lớp học này chúng tôi đầu tư cũng khá là kỳ công. Mới hồi tối hôm qua là soạn xong cái chương trình giáo án gọi là sách giáo dục gia đình và đời tử quy. Cuốn sách này rất là có giá trị. Thầy Nhật Tánh, thầy dày công, thầy cũng có duyên với cái bộ văn sao. Thầy có duyên với bộ văn sao cho nên thầy đọc, thầy rút tỉa ra một số những cái lá thư của Ấn Tổ nói về cái việc giáo dục gia đình. Và lấy thêm một số những cái lá thư nói về cái bảo thân tiết dục ở trong cái cuốn Bảo Thân Tiết Dục. Và lấy một số những cái
Lời dạy mà Ấn Tổ hay giới thiệu cái cuốn sách đó là Thọ Khang Bảo Giám, cũng nói về vấn đề tiết dục, mà lấy cái đệ tử quy bỏ vào trong đó. Thì trước giờ một số các thầy như Thái Lễ Húc có dạy đệ tử quy, nhưng mà chúng tôi xem vào trong bộ văn sao thì nếu không có giáo dục cho cha mẹ làm gương trước mà chỉ dạy cho con em, thì con em nó nói con làm mà sao má không có làm theo. Con giữ lòng thành kính đối với má, với mẹ, với cha, con đi học, đi thư về trình, mà sao ba má cứ cãi lộn hoài, phải không? Nó biết trong đó, nó biết ở trong đó. Cho hôm bữa chúng tôi có nói có một chú, ông dắt cái đứa con lên dự lễ Phật đản mới có 18 tháng, ông cho nó nghe Pháp, không hiểu gì hết cho nó nghe. Trong nhà luôn luôn hài hòa, vợ chồng cung kính lẫn nhau, quý mến lẫn nhau. Rồi khi mình phát cái tần số bất đồng quan điểm hai vợ chồng thì cái tần số đứa con nó cũng cảm được cái điều này. Thì khi nó cảm được cái điều này, mình đang dạy cho nó cái điều này. Nhưng mà để giữ mình mà hai vợ chồng mà gọi là theo như trong cái quy tắc tu học gọi là bất luận là người tại gia hay xuất gia cần phải trên kính dưới hòa, cung kính ông chồng mình. Mà để học được hai chữ cung kính này không phải là dễ. Bước đầu mình mới lập gia đình, mình quý mến thương yêu, sao cũng được chiều chuộng. Nhưng mà lâu ngày chày tháng mình cứ nhìn lỗi lẫn nhau, cho nên mất cái tâm cung kính. Cho nên cái quy tắc tu học này dành cho người tại gia và xuất gia rất là quan trọng. Một số các chùa tu tịnh độ hầu như chùa nào cũng treo cái bảng này nằm sau cái tượng Phật Di Đà, trong cái cửa ngõ vừa bước ra, trong cái cánh cửa chính của cuốn vừa bước ra là thấy cái quy tắc tu học. Nhưng mà chúng tôi chưa có giảng. Hôm nay chúng tôi phát cho quý vị, đem về quý vị đọc qua. Có nhiều người có căn lành, họ đọc qua một hai lần họ thích thú, mà ngày nào họ cũng đọc. Thì có những người người ta thuộc lòng, như cái đứa bé hôm bữa nó thuộc lòng. Nhưng mà không phải thuộc lòng là xong đâu, mà hiểu được cái nghĩa lý rộng rãi sâu xa trong đó, áp dụng được là chuyện khó. Mà áp dụng mà nó có kết quả kìa, chứ mỗi người áp dụng nó kết quả khác nhau trong đó. Mà khi mình áp dụng được rồi mà mình có cái sức ảnh hưởng người khác cũng là một vấn đề khác nữa. Tự thân của mình áp dụng được gọi là tự lợi, và đem cái áp dụng của mình được đó ảnh hưởng người khác là lợi tha, gọi là tự lợi lợi tha, tự giác giác tha, và giác hạnh viên mãn, đó là Đức Phật đã thành Phật. Vậy cho nên thành ra cái lớp học đệ tử quy và giáo dục gia đình ở chùa Vĩnh Nghiêm là bắt buộc cha mẹ phải có mặt, chứ không phải mang đến chùa thả đó rồi lỡ sau khi xong rồi cha mẹ chưa đến nó đi ra ngoài đường xe cán nó hoặc nó đi đâu rồi cha mẹ đền chùa đền sao. Mà mình không vô trách nhiệm, con cái đến học là bắt buộc mình phải có mặt để dạy cái giáo dục gia đình trước, rồi bắt đầu mới đệ tử quy sau. Cho nên hôm nay chúng tôi thông báo một số những người đăng ký cũng khá đông đó. Thì những người buổi sáng hầu như họ được online trực tiếp ở trên cái trang web vôlượngthọ.vn khá đông. Thành ra cái lượng người vừa rồi gần 7.000 người về tại chùa Vĩnh Nghiêm là chúng tôi phát 7.000 cái giấy thông báo về cái cách kéo cái app cũng như đăng ký YouTube trên trang web Vô Lượng Thọ để phát trực tiếp mỗi ngày cộng tu buổi sáng cũng như nghe chúng tôi chia sẻ văn sao như vậy. Thì hầu như cái số lượng 7.000 người đó là họ vào hết. Mỗi nhà họ thiết đặt một cái phòng thờ, họ kéo cái tivi họ để đó, một số người họ chụp hình của gửi lên cho chúng tôi xem. Họ nói là con chân thật y giáo phụng hành, mỗi buổi sáng thầy có nói về cái nhà con thiết đặt cái phòng thờ, nhà con cũng không giàu có mà con dành dụm tiền con mua cái tivi, con kéo cái internet. Mỗi buổi sáng trước con làm biếng lắm, 7-8 giờ con mới dậy, tối thức khuya. Cho nên những người mà làm như vậy một thời gian cái bộ não nó tiêu, suốt ngày sinh hoạt đã quá mệt cái bộ não rồi, nó hao tổn cái năng lượng và cái chất xám trong đó nó bị tiêu hao quá lớn. Mà tối tiếp tục 10 giờ làm việc đến 12 giờ, thì sáng đến 7-8 giờ có khi ngủ cả buổi sáng nhưng mà không lại sức.
Thì cái giờ tối đó nó tiêu hao cái neuron thần kinh và máu nó không bơm lên trên não được, cho nên cái thần kinh người này lâu ngày nó tê liệt, cái trí nhớ người này giảm. Vậy cho nên thành ra thường chúng tôi là trễ nhất là 9 giờ ngủ, 1 giờ rưỡi, 2 giờ dậy. Cái giờ đó là giờ chúng tôi quen. Hôm nay chúng tôi muốn nói sơ một vài điều để ổn định tinh thần. Chúng tôi đọc cái quy tắc tu học. Mời quý vị đọc, nhìn vào giấy để mà coi chúng tôi đọc. Cái giấy này mình cố gắng mình để cho nó thẳng, đừng có xếp lầm tư lầm năm lại. Mình cầm cho nó thẳng rồi mình có thể xếp lầm đôi lại, là cùng lắm mình nhét vào trong cái cuốn văn sao, cuốn sách. Làm sao mình tiết giấy, tiết chữ, mình cung kính giấy, cung kính chữ. Quy tắc tu học của Ấn Quang Đại Sư, bất luận là người tại gia hay xuất gia, cần phải trên kính dưới hòa, nhẫn nhục điều người khác khó nhẫn được, làm những việc mà người khác khó làm được, thay người làm những việc cực nhọc, thành toàn cho người là việc tốt đẹp. Khi tĩnh tọa thường nghĩ đến điều lỗi của mình, lúc nhàn đàm đừng bàn đến điều sai trái của người, lúc đi đứng nằm ngồi, ăn mặc từ sáng tới tối, từ tối đến sáng chỉ niệm Phật hiệu không để gián đoạn, hoặc niệm nho nhỏ hoặc niệm thầm. Ngoài việc niệm Phật đừng dấy khởi một niệm nào khác, nếu khởi vọng niệm phải tức thời bỏ ngay. Thường có lòng hổ thẹn và tâm sám hối, nếu đã tu trì phải tự hiểu là công phu của ta hãy còn nông cạn. Chẳng nên tự kiêu căng, khoa trương, chỉ nên chăm sóc việc nhà mình, đừng nên dính vào việc nhà người. Chỉ nên nhìn đến những hình dạng tốt đẹp mà đừng để mắt tới hình dạng xấu xa bại hoại. Hãy coi mọi người đều là Bồ Tát mà ta chỉ là kẻ phàm phu, nếu quả thật có thể tu hành được như những điều kể trên thì nhất định được sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Lòng thành đến cùng cực, đá vàng cũng phải nứt, dẫu cho người ấy chẳng được lợi ích thì chính mình cũng được lợi ích lớn lao. Chúng tôi nói cái phần này trước. Cái bộ văn sao Ấn Tổ nói đến cái quy tắc tu học lấy từ trong cái bộ văn sao. Thì quý vị đọc hết cái bộ văn sao này mới thấy được cái quy tắc tu học. Mà một số các vị tu tịnh độ thấy cái quy tắc tu học này hay quá, cho nên thành ra mới đem trích riêng cái đoạn này ra. Bây giờ chúng tôi giảng, nhưng mà chắc là buổi sáng hôm nay không có nói hết được. Thì nhiều buổi sáng về sau chúng tôi có thời gian, chúng tôi sẽ lên nói cái quy tắc tu học này, nó quan trọng. Thì Ấn Tổ nói là bất luận người tại gia hay xuất gia, thì tại gia có hai chúng: chúng cư sĩ nam và chúng cư sĩ nữ. Thì chúng cư sĩ nam và chúng cư sĩ nữ là người tại gia chưa đi vào chùa xuất gia luôn. Riêng cái tịnh thất Quan Âm mình nó có cái đặc biệt. Các cụ ông cụ bà chưa có xuất gia mà được ở trong chùa. Đúng ra cái chùa thì chỉ cho những người xuất gia ở thôi. Nhưng mà chúng tôi thì có cái tâm nguyện, lúc đó mình thấy bất tài vô trí, mình không có làm được gì giúp ích cho tăng ni, thì thôi nuôi mấy bà già. Sau đó rồi cuối cùng bốn bà cụ từ năm 2007, cái nhân lên từ từ đến cái cao điểm là năm 2014, đó là 800 bà cụ. Thì có cái điều lạ là khi các cụ đến thì các thầy cũng không biết đâu kéo đến mà không phải ở chùa khác mà đến xin xuất gia luôn. Thì cái lượng người năm 2014 đó thì nó lên đến quý chú quý thầy, lúc đó chưa thọ tỳ kheo nhiều, 350 vị. Sau đó rồi cái mặt bằng mức độ ở đây không thể nào mà cơ sở hạ tầng có thể dung chứa được nữa, thì chúng tôi đưa xuống chùa Hộ Pháp của Hòa Thượng Quảng Hiển với chùa Pháp Thường của Thượng Tọa Thiện Pháp. Thì đem xuống đó, còn lại ở đây có 100+ vị à. Thì trong đó chúng tôi phải đi các nơi để hoằng pháp chứ không dám tập trung về lại. Tập trung về tịnh thất thì họ tập trung về đông quá, không ngăn cản được. Cũng như hôm nay bắt đầu chúng tôi về là các cụ lên khóc lóc xin năn nỉ, đưa đi chùa khác các cụ không chịu.
Sẵn hôm nay chúng tôi muốn nói là cái quy chế ở tại đây đó, thì những cụ mà đang ở yên ở trong này thì chúng tôi đang tìm mọi cách để sắp xếp, để làm giấy đăng ký tạm trú tạm vắng cho đầy đủ. Thì khi đăng ký tạm trú có chứng minh nhân dân cho nó ổn định, để lỡ các cụ mất thì có giấy báo tử. Và từ bắt đầu chiều hôm qua đó là tất cả các cụ vào đây sinh thì chúng tôi không nhận nữa. Bởi vì không có chỗ nằm. Cái nhà này vừa làm xong 112 người qua kính, còn ở phía trên này là để cho Phật tử đi đi về về, chứ nó nóng lắm, không nằm được. Như vậy cho nên thành ra bắt đầu từ hôm nay, những người nào mà có điều kiện được thì ở phòng trọ, có hai bà cụ ở một phòng trọ, mình có lương hàng tháng, con cái nó cho thì ở bên ngoài. Tuy nhiên vào để ăn y như người thường trụ. Và lúc mình tuổi già mà gần ra đi, thọ mạng hết thì vô hộ niệm cũng y chang như vậy, không có mất phần gì cả. Cũng như có thượng tọa đây đó, thì gia đình cũng không biết sao có điều kiện cúng dường cho thượng tọa 600 triệu, thượng tọa mua cái nhà, không biết bán sao mắc gì, 600 cái nhà chút xíu à. Thì thượng tọa cũng ở trong đó, hàng ngày lên đây y như chúng vậy thôi. Thì đó là cái điều mà chúng tôi tạo điều kiện hết sức, đó là những người có điều kiện thì nên thuê nhà trọ, hoặc là mình mua đâu vòng vòng ở dưới xa, mình đi lên cái chùa bên đây hết sức chứa nổi. 135 thầy chú với lại hơn 100 cụ nữa, cái mức độ chi tiêu nó lớn. Hiện tại thì đang ổn, mà nếu mà về sâu mà lỡ mà Phật tử người ta không có điều kiện để cúng nữa là coi như giải tán. Bây giờ cái mức độ một tháng chi nó trên nửa tỷ, trên 500 triệu là nhiều lắm. Nói như vậy không phải chúng tôi rên rỉ thiếu thốn, không phải. Cứ có niệm Phật là người ta cúng cho mình đầy đủ để mình tu tập. Còn niệm Phật là còn sự gia trì của Long Thần Hộ Pháp, mình ở yên đây mình tu tập không có thiếu thốn. Chừng nào chúng tôi nói thôi, hôm nay người ta không có cúng rau cúng gạo thiếu thốn rồi mình ăn cháo, mà cháo hết gạo thì uống nước lạnh giảng sanh. Thế thôi, không kêu gọi gì cả. Mình kêu gọi khó lắm. Họ không phát tâm năn nỉ kêu gọi bằng mọi cách gì họ cũng không cúng đâu. Mà khi họ bắt đầu tì hỉ rồi, mình không kêu họ cũng cúng. Mà đó là cái nguyên lý nó như vậy. Vì vậy cho nên cái chúng tại gia mà được vào trong chùa ở, tuy rằng thân của mình chưa có xuống tóc xuất gia mặc áo cà sa, nhưng mà tâm của mình đang được ký gửi trong ngôi Tam Bảo. Thì cái người này gọi rằng là thân chưa xuất gia, tức là còn tóc, còn mặc áo của cư sĩ giữ năm giới, nhưng mà được ở trong chùa rồi, đã ra khỏi nhà thế tục rồi, mà tâm của mình đã ở trong chùa rồi. Thì nếu mà mình không có làm đúng như lý như pháp người xuất gia thì mình đang hưởng cái củ của Tam Bảo Đàn Na Tín Thí. Nhất là khi ăn cơm mà ngồi nói chuyện là cơm nó không tiêu rồi đó. Là tán tâm tạp thọ tín thí năng tiêu. Ăn cơm mà nói chuyện là gạo đó, cơm đó, thức ăn của Đàn Na Tín Thí nó không có tiêu. Bởi vì mình do tán tâm chứ không có định tâm. Hôm qua thầy Nhuận Lạc nói khi nào mà cụ nào bất cứ ở xa đến đăng ký cộng tu cũng như thường trụ, mà khi mà nói chuyện thì quý thầy tới thấy nói chuyện là không cho ăn, bắt quỳ tại chỗ. Anh kêu cái này quá đáng. Người ta đang ăn mà gọi là trời đánh cũng phải tránh bữa ăn, mà bây giờ họ đang ăn mà làm vậy hơi quá đáng, tội nghiệp họ. Ghi tên nó để cái lúc nào mà ăn cơm xong rồi trưa khi vào bắt họ quỳ trước chai đường cho ăn sâu, bắt rửa chén. Nó phải có cái quy chế trong nhà chùa cho xuống ăn, không phải thành cái chùa mà trở thành cái chợ rồi. Hiện giờ trên chánh điện là ổn rồi đó, tu thấy trang nghiêm lạy đồ đều đặn hết, mà chỉ còn cái chỗ ăn thôi. Nhà vệ sinh thì cũng sạch sẽ rồi, chỉ còn cái bếp chỗ ăn phải chỉnh đốn lại. Thì chúng tôi muốn nói là bất luận người tại gia, là chúng tôi đang nói phần tại gia được vô trong chùa ở với cái số lượng quá đông. Chính quyền với giáo hội họ cũng kêu ca là bởi vì thấy cái sức chứa lớn quá, lỡ mà cơ sở mà nó không đảm bảo mà nó sụp xuống là gây án mạng là nguy hiểm. Cho nên vừa rồi chúng tôi làm cái căn nhà bên đó sửa, thì rằng nhà vệ sinh mà chúng tôi làm chắc chắn, làm lại đẹp, nệm rồi nó êm ả để cho các vị nằm. Và tuy nhiên cũng chưa biết khi nào quý vị đi, thì chúng tôi cố gắng bảo bọc cho tới cùng. Nhưng mà sức người có hạn, nếu mà đến cái quyết định mà để ra đi thì chỉ còn cái phương án là cứ một chùa 20 cụ. Hôm nay cũng được 5-7 chùa
Hôm qua cũng có sư cô Bình Phước lên, nhìn thấy sư cô cũng có tâm nguyện, cũng muốn nuôi các cụ. Thì những cụ mà về về đây mà bắt đầu đăng ký từ hôm nay thì sẽ ghi vô trong sách, ghi vào trong danh sách vẫn ở đây. Nhưng mà đến khi sư cô xây xong chùa thì các cụ đi xuống đó, được thì ở, còn không thì về nhà hoặc ra phòng trọ. Thì cái quy chế của chúng tôi hôm nay nói trước Pháp hội để mọi người trên toàn thế giới có đến đây đó thì cũng nghe được cái quy chế này. Chứ chúng tôi thì không phải không có lòng từ bi, không muốn nhận các cụ, nhưng mà cái sức người có hạn. Các thầy các chú cũng phải lo tu học cho suốt ngày, lo dọn dẹp sắp xếp rồi canh các cụ, mấy thầy không có thời gian tu. Thời gian cái công phu nó xuống rồi chịu không nổi, mấy thầy ra đi hết là các cụ ở đây với giác nhang là nhìn nhau cười chứ không có làm gì được hết. Ai mà đi lo dẫn chúng, ai mà lo nấu ăn, xưa nay các thầy các cụ nấu ăn, các thầy các chú nấu ăn, ai mà nấu ăn, ai mà quét nhà cầu, ai mà làm phòng kinh sách vân vân. Không biết sao quý thầy lại có cái tâm nguyện chung tay gánh sức với giác nhang. Tuổi trẻ hăm mấy ba mươi mà không có muốn đi học đâu hết, chỉ ở nhà học văn sao, áp dụng theo lời dạy Ấn Tổ và lo các cụ. Như vậy hôm nay chúng tôi nói sơ lược về vấn đề cư sĩ tại gia một chút xíu như vậy. Tuy rằng thân mình chưa cạo đầu, xuất gia mặc áo cà sa, nhưng mà tâm mình đã hướng về chùa, ở trong chùa rồi. Cho nên thành ra mới nói rằng là thân tâm xuất gia hưởng niết bàn, chí tánh thành công chuyển pháp luân. Các thầy còn trẻ phát bồ đề tâm đi xuất gia để mà chuyển pháp luân, là đem cái giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói cho chúng sanh trong 10.000 năm mạt pháp, là cái pháp môn tịnh độ. Thì các thầy mới phát tâm đi xuất gia, mặc áo cà sa, thọ giới tỳ kheo để hoằng truyền cái pháp môn tịnh độ, là phải hoằng truyền cái chánh pháp trong thời mạt pháp. Còn riêng các cụ bây giờ chỉ cần cư sĩ thôi, giữ năm giới cho chắc, phát tâm tích lũy thiện căn phước đức nhân duyên để một đời này mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Thì cái khả năng mình làm như vậy theo như Ấn Tổ nói là tu chân ngay nơi cõi tục, làm người thế tục không ai biết đến cả, nhưng mà mình tu theo cái pháp Ấn Quang Văn Sao, tu chân ngay nơi cõi tục. Vậy cho nên thành ra bất luận người tại gia hay xuất gia, còn người xuất gia thì cũng hai chúng tỳ kheo ni. Thì hai chúng xuất gia này, bổn phận của hai chúng xuất gia này làm gì? Là nghiêm trì tịnh giới, thực hành giáo điển của Đức Như Lai, đem đi hoằng truyền và hướng dẫn cho người tại gia tu tập. Nghĩa là hỗ trợ về mặt tinh thần, trang bị cho họ về cái công đức chánh pháp cho họ tu tập. Còn người tại gia bổn phận họ mần ăn kiếm tiền cúng kiếm của, đó là họ phát tâm để cúng dường tịnh tài tịnh vật, xây dựng ngôi tam bảo để nuôi dưỡng người xuất gia. Thì hai chúng này có sự hỗ tương lẫn nhau. Còn nếu mà chúng xuất gia mà đi làm kinh tế để xây chùa chiền và hàng ngày phải lao tâm khổ trí để mà kiếm tiền kiếm bạc, thì cái bổn phận này là bổn phận của người tại gia chứ không phải là xuất gia. Người xuất gia là bổn phận là học giáo điển của Đức Như Lai, hành trì giáo điển của Đức Như Lai, rồi bắt đầu mình đem dạy cho họ. Là người cư sĩ họ không có duyên để mà họ cắt bỏ cái duyên trần gia đình bận bịu cuộc sống của thế sự, thì bây giờ mình đem cái giáo điển của Đức Như Lai mình chỉ cho họ, hay cái này cần thiết. Bởi vì cái tinh thần mà được ổn định an vui trong gia đình gọi là hòa khí sanh tài, dĩ hòa vi quý. Gia đình họ an vui thì họ mới làm ăn phấn phát tiền của. Mà muốn cho gia đình an vui thì chỉ có một việc duy nhất, đó là họ áp dụng cái lời dạy của Đức Như Lai. Mà muốn áp dụng cái lời dạy của Đức Như Lai thì phải có người hoằng truyền, phải có người giảng dạy. Chứ còn nếu mà kinh điển có sẵn đó, sách kinh có sẵn đó mà cư sĩ để nghiên cứu, để áp dụng, thì có những người có căn cơ sâu dày thì người ta đọc qua, người ta hiểu, người ta áp dụng được liền. Còn bọn phàm phu như giác nhàn, như quý vị thì cần phải đọc những cái lời dạy như là văn sao, nghiền ngẫm lâu ngày, áp dụng rồi bắt đầu mình đem ra mình chia sẻ cho Phật tử, người ta thích thú, người ta tu tập thì mới được. Chứ còn nếu đạo tràng này mà cứ cho niệm Phật một thời gian vài năm nữa mà không có ai giảng gì hết, họ không có đả thông được tư tưởng,
thời gian cái tính tâm họ nó lui sụp. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không nói một đạo tràng đó muốn phát triển là phải giảng kinh, nói về cái pháp môn đó cho họ khai tâm mở trí. Mà khi mà khai tâm mở trí là nó khó, nghĩa là họ nhận định được, họ hiểu là cái chuyện khó, áp dụng dễ lắm. Cho nên Hòa Thượng nói mấy chục năm sở dĩ tôi giảng là để cho họ hiểu ra vấn đề. Khi mà họ hiểu ra vấn đề được là họ làm nó dễ lắm. Cũng như là mình hiểu ra được là phải nghiêm trì tịnh giới, giữ năm giới này cho chắc, không dám tái phạm vào cho tan xương mất mạng, thì đời sau mới làm người hiểu được. Như vậy thì dầu cho người ta ép mình vô đường cùng để phạm giới tà dâm, mình khà chết cho không phạm. Hiểu chỗ này không ạ? Cái này gọi là hiểu. Dầu cho cái lợi gì đi nữa, không nói láo, quyết như vậy. Dầu cho bạn bè thân như thế nào đi nữa, đã phát nguyện không uống rượu, một giọt cũng không thấm môi. Nói tôi bệnh là tôi không uống được đâu. Thà họ dùng, dầu cho họ dùng mọi cách họ ép mình vô đường cùng để mất thân mạng, ông không uống là tôi giết ông, thà chết không hỷ hỏi giới pháp. Cái này gọi là hiểu. Nếu không ai nói như vậy mình không hiểu đâu. Khi mình hiểu được rồi, cái bắt đầu mình quyết tâm mình làm. Như vậy hôm nay mình biết được hai chúng tại gia và xuất gia bổn phận như thế nào. Ấn Tổ nói quan trọng về cái bổn phận, giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, để biết cái bổn phận của người xuất gia như thế nào. Hồi nãy giờ chúng tôi nói mục đích đó là nghiêng tầm giáo lý của nhà Phật, áp dụng thực hành, tự thân có được an vui. Rồi đem cái giáo pháp này bắt đầu mình nói cho Phật tử, để họ tránh những cái điều ác, họ làm những điều lành để cuộc sống họ an vui. Họ ổn định cái cuộc sống để họ làm ăn, nó có tài, có tiền, có của, để họ mang lên họ cúng dường cho Tam Bảo. Hai chúng này hỗ tương lẫn nhau. Đó là cái bổn phận của mỗi chúng khác, nói là như vậy. Nhưng mà hai chúng này Ấn Tổ nói cũng phải là trên kính dưới hòa. Trên tức là người đi trước mình, người có đức độ hơn mình. Dẫu cho người đó là ít tuổi hơn mình, như hôm nay Giác Nhàn 47 tuổi, nhưng mà có những người ở trong này như ba thầy Nhật Nguyện là ông sáu mấy rồi. Nhưng mà ông kính đây là ông kính cái giới phẩm tỳ kheo 250 giới, mà trong khi đó ông thọ lãnh mới 5 giới. Ông kính, và ông kính rằng là ông chưa có duyên đi xuất gia sớm, nhưng mà Giác Nhàn với các thầy có duyên đi xuất gia sớm, ông kính. Thì đây là người trên. Người trên tức là người ta làm được mà mình chưa làm được. Còn người dưới là người ta chưa làm được bằng mình, mình vẫn vậy, hòa giải thương yêu. Gọi là trên kính dưới hòa. Thì nếu mà làm được cái điều mà trên kính dưới hòa, thì con người mình bắt đầu nó trở thành thánh nhân, là học những điều của thánh nhân. Người nói nó trọn vẹn quý vị. Ví dụ người chồng lớn tuổi hơn, mà thường người chồng là trụ cột để kiếm tiền về nuôi vợ, thì mình người vợ thấy người chồng này là người trên, trên mình, kính chồng. Còn người chồng thấy người vợ mình ở nhà không làm gì được, có tiền cả, chỉ có thế chồng dạy con, lo lắng nhà cửa, thương yêu, hòa giải với nhau, thì hai vợ chồng này bắt buộc phải hạnh phúc, chắc chắn là phải hạnh phúc. Và con cái cũng sẽ gì? Con cái cũng sẽ hạnh phúc theo. Thì như vậy Ấn Tổ chỉ dạy hai cái điều, đó là hòa kính. Có một điều bảo ban cho nhau, lấy hai chữ thành kính mà bảo ban cho nhau, mà thành kính đến tột cùng thì đá vàng cũng phải nứt. Dầu cho ông chồng đó là báo oán đến đòi nợ mình, hành hạ mình, không còn có thể nói nên lời, nước mắt chan cơm, khổ đến cùng cực, vẫn đem cái tấm lòng thành kính chồng. Mà nuôi dưỡng tấm lòng thành kính này không dễ đâu. Nếu không đọc được sách của Thánh Hiền, nếu mà chúng tôi nói cái chất này nó không có trong con người quý vị làm không được. Mà mình đọc sách văn sao, mình nghe chúng tôi giảng lâu ngày, cái chất này nó có trong con người mình làm rất là dễ dàng, mà có động lực để mình làm. Cũng như cái cô hôm trước Phú Yên, cô lên cô nói: anh à, em đi tới chùa Đại Tùng Lâm vía Quan Âm, em cũng không quy y được, đông quá mấy chục ngàn người. Em đi về Vĩnh Nghiêm em cũng quy y không được. Thôi đợt này Phật Đản anh
cho em lên để em gặp thầy Giác Nhàn trên tỉnh thất Quan Âm để em quy y. Nếu mà anh cho thì em đi, nếu mà anh không cho em không đi đâu. Tức là xin chồng đi nhưng mà tôn kính chồng. Tôn kính cái chỗ là anh cho thì em đi, nếu không cho thì em không đi. Chứ không phải là ông cho tôi cũng đi mà không cho tôi cũng đi, nghe chưa? Không phải vậy. Nói cái giọng về là thấy không tôn kính người khác. Bây giờ cô cũng đang ngồi cô nghe vậy đó. Có khi từ khi mà con nghe đĩa thầy là một bầy heo mấy chục con á, là con bán sạch hết, con không có nuôi nữa. Con nuôi heo mấy chục năm, nuôi heo con lớn lên con bán mổ thịt. Con nghe thầy nói đây là tiếp tay với người sát sanh, con bỏ liền. Nhưng mà còn việc làm ăn, con nghe thêm nữa con kêu thôi. Nghe thầy dạy là ở nhà thế chồng dạy con, nấu cơm nấu nước giặt giũ, ông chồng chịu. Bây giờ khỏe quá chừng ngày tu được ba thời, mỗi buổi sáng tu nghe thầy giảng trực tiếp, có cái màn hình ở trong bàn Phật, thầy nói sao con nghe vậy à. Chỉ có một cái là chưa có lấy nước rửa chân ở ban đêm thôi. Bây giờ không chịu, bữa nào con năn nỉ ông từ từ ông chịu con làm chứ. Thì cái sự cung kính của người vợ đối với chồng quá cao. Ông chồng cảm động nói thôi bà đi đi, để tôi ở nhà giữ đứa con 9 tuổi. Nhưng mà tôi đi, tôi sợ bà đi một mình đó, người ta bắt bà đi, tôi qua tôi nhờ người khác dắt bà đi. Hôm qua nhờ bà chị gì bên cạnh hàng xóm á, bà chị cũng khoái đi lên đây nữa. Mà bà chị đó là cả gia đình ăn chay trường rồi, có cái quán ộp ẹp bán tạp hóa là gạo rồi đồ đạc rồi vậy đó. Hai chị em dắt lên, nằm dưới đất á, vậy mà vui. Quy y xong mặt hứng hở cầm phái quy y về, hoan hỷ. Hôm bữa có nói Phật pháp miệng bầu mà cổ không có nói rõ, chắc cái đĩa đó có ra rồi. Thì khi mà con này cổ nói con chưa nghe thầy giảng là con làm không được, mà không biết cái động lực gì, cái nhân duyên gì, con nghe thầy nói con làm được. Thì bọn phàm phu của chúng ta, chúng tôi và quý vị mà không gặp được sách của Thánh Hiền để mình bắt chước mình làm theo, quý vị không biết ngõ nào lòng. Làm cái gì cũng bằng cái tâm khinh nhờn, không có cung kính. Nó mất cái phước. Dầu cho tài cao cỡ nào mà không có cái cung kính, mất cái phước, cái sự việc đó không thành tựu. Còn nếu mà cái cô đó nói cái giọng là bữa nay là tôi quyết định tôi đi lên thầy Nhàn á, nghe không? Ông cho tôi cũng đi mà cho tôi cũng đi, tôi nói trước với ông nghe. Nói kiểu đó là ông đá hai đá là văng ra khỏi cửa rồi. Nói cái giọng đó là cái giọng không có cung kính. Đó là không được học hỏi cái lời dạy của Thánh Hiền. Nó quan trọng vô cùng. Dầu cho quý vị đời trước là tiến sĩ giỏi gì đi nữa mà chui vô thai bào là nó mê. Ra trường học mà lớp đến lúc mà 6 tuổi, 7 tuổi mà không vô lớp học mẫu giáo, bắt đầu học là quý vị cũng dốt như thường. Bảo đảm là dốt. Muốn nói cho mình biết rằng là cái cõi này nó là nó vô thai bào là cách ấm là nó mê. Bây giờ nó cũng mê dữ lắm mà. Nếu mà không đọc văn sao của Ấn Tổ là mê dữ lắm. Ngay cái chữ thành kính mà cô này cũng áp dụng được. Vì vậy cho nên có nhiều người hỏi làm sao mà chúng tôi bước chân vô Vĩnh Nghiêm mà Thượng Tọa Thanh Phong tin tưởng để chúng tôi có thể tổ chức cái pháp hội. Thì chúng tôi cũng nói chân thật với quý vị là chỉ có hai chữ thành kính. Thiệt là cung kính Thượng Tọa Thanh Phong. Vì người ta mời mình xuống, người ta quý mến mình, thì bây giờ mình phải cung kính họ. Nói chân thật là cung kính. Hai cái chữ thành kính này tiền mua không được, bạc tỷ mua không được đâu. Mà có hai chữ thành kính này, công việc gì quý vị cũng thành tựu được hết. Cho nên thành ra Ngài quan trọng về cái chữ thành kính. Mà cái thành kính này nó không phải chỉ có hình thức bên ngoài. Tôi quý bà lắm, tôi quý ông lắm, con quý thầy lắm, con cung kính thầy lắm. Mà cái lời này nó phải phát xuất từ cái tâm chân thật. Chứ không phải miệng nói một đường mà tâm nghĩ một ngã mà được đâu. Mà muốn từ cái tâm chân thật đó thì mình phải nghe cái lời dạy của Thánh Hiền và áp dụng từng chút trong cuộc sống. Rồi khi mình đụng chuyện cái tự nhiên cái tâm thành kính nó thành thói quen, nó lưu xuất ra liền. Chứ còn đến lúc đó mình mới nhớ mình làm, đôi khi mình không nhớ làm được. Cho nên nếu hàng ngày mà mình thể hiện được cái lòng cung kính đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng, đối với chồng, đối với vợ, đối với bầu bạn với nhau, đối với con vật. Hôm nay có một chú ở Hà Nội, ông bị ung thư, ông gửi vô 5 triệu phóng sanh. Sáng nay là phóng sanh 5 triệu nè. Và in 5 triệu in kinh. Ông này ung thư gan đến giai đoạn cuối rồi, chuẩn bị chết rồi.
thì cái quả nó trổ rồi. Nếu mà làm từ cái nhân lúc trước mà nghe Phật pháp sớm mà không có ăn mặn nữa mà ăn chay á, thì không đến nổi nó ra cái nông nổi như vậy. Mà bây giờ cái quả nó trổ là ung thư rồi, bắt đầu mới nghe pháp, mới bắt phát tâm phóng sanh, thì tạo cái nhân bây giờ thì có thể cái nhân này nó hiện báo hoặc là hậu báo. Mà kiếm cái nhân mà hiện báo con người mà bây giờ đang có cái quả mà ung thư để mà phóng sanh nó hết liền, cái chuyện này cũng có mà hơi hiếm. Hơi hiếm tức là họ tích lũy thiện căn phước đức nhiều đời, đời này cái họ làm thêm cái nhân phóng sanh nữa, cái bắt đầu nó chuyển cái quả ung thư cũng có. Như sư cô Quảng Phước lên đây phóng sanh suốt hộ niệm 21 ngày cũng hết bệnh cũng có. Rồi cái cô đạo tràng chùa Thập Phương cũng bị dịch nó tràn lên, không ăn không ngủ được, cũng đến giai đoạn cuối rồi, bác sĩ nói 15 ngày nữa là chết. Cuối cùng lên đây 21 ngày này về lại rồi. Nhưng mà cái lượng người đó ít lắm. Cái phòng hộ niệm mình tính ra cái lượng ung thư nó đi 80% chết á, còn lại được 20% là họ còn được cái túc căn thọ mạng, còn cái phước như đời trước nó tích lũy hay sao họ hết bệnh có, nhưng mà ít lắm. Thì cái chú này hôm nay bắt đầu mới phát tâm, sáng nay mới làm. Có tên hôm qua chúng tôi có gửi tin nhắn cho thầy Nhật Đạo, sáng nay ghi cái tên để hồi hướng cho ông. Nhưng mà chúng tôi nói là quý vị không bỏ tiền mà quý vị đang có mặt tại đây, hoặc những người đang online trực tiếp thấy cái lễ phóng sanh, sanh tâm thì tùy hỷ, thì chính ngay cái tâm tùy hỷ mà mình cảm nhận mình đang hòa mình phóng sanh chung với đại chúng ở đây, tức thì cái ý niệm này bắt đầu nó giải độc, cái công đức này nó tiêu nghiệp. Nói đến công đức phóng sanh phải nói như thế người ta mới tin tưởng nổi, người ta mới bỏ thời gian, bỏ công ăn chuyện làm, người ta mới đi chùa Liên Hoa phóng sanh. Hôm qua có cô đó, con nói con đã ở Sài Gòn, con bận biểu tối ngày mà con nghe thầy phóng sanh ở chùa Liên Hoa là con dẹp hết con đi. Vừa rồi có một cô, cô xuống chùa Vĩnh Nghiêm, cô gặp, cô nói lâu ngày quá con gặp thầy, mỗi buổi sáng là con nghe thầy giảng, nhất là con thích nhất là sau khi giảng rồi cái tâm nó thanh tịnh, con làm lễ phóng sanh, tuy rằng không ở trực tiếp trên tịnh thất mà cái cảm xúc của con nó lớn lắm. Bởi vì lúc trước con ra cái kênh Diêu Lộc, lúc đó vừa có làm lại nó trong cái kênh Diêu Lộc. Cái kênh Diêu Lộc lúc trước nó hôi, nó thúi dữ lắm. Vừa làm trong lại rồi con thấy nó hơi trong, con mua một số cá con thả. Con quay lại con thấy ông đó, ông đang vớt mấy con cá, ông để trong cái xô. Con hỏi ông có bán không? Ông kêu bán. Mà ông bán hơi mắc, con mua con thả luôn. Thì buổi sáng con thả xong rồi hai chị em con về nhà, con nằm ăn cơm trưa xong con nằm con nghỉ trưa. Cái con thiếp vô giấc mộng, có một đàn ông nhìn mặt hoan hỷ đến cảm ơn con. Ông kêu ủa tôi làm cái gì mà ông cảm ơn tôi? Cái đàn ông nói ồ tôi quên để tôi cảm ơn hai cô, là bởi vì hồi nãy là tôi là mấy con cá nó nằm ở trong cái xô á, tôi chuẩn bị ông này ông giết rồi, tôi hoảng hốt quá rồi, nhưng mà nhờ hai cô mua tôi thả xuống, mà hai cô lại niệm Phật cho tôi nghe mà lại đọc kinh nữa, cho nên tôi chuyển kiếp, bữa nay tôi thoát kiếp ngừa cá rồi, tôi đầu thai tôi làm đàn ông, tôi báo cho các cô biết là tôi cảm ơn. Con mới kể tức thì mới xuống chùa Vĩnh Nghiêm để làm lễ an cư vô hạ nè. Con nghe chúng tôi phóng sanh nhiều lần mà chưa có cái nhân duyên này, chắc là cái cô này có cái nhân duyên với con cá này nhiều đời, bữa nay cái đời cuối của con cá này chuyển làm người. Mà cái lúc cô thả cô cung kính con cá này, thì mới biết con cá này có thể làm người, người làm cá, trong kinh nói người làm dê, dê chết làm người, người làm heo, heo chết làm người. Cho nên tuy rằng nó là heo nhưng mà nó có cơ hội đủ phước duyên để làm người, cho mình ăn thịt của nó tức thì là mình tạo cái oán thù với nó, mà mình thả nó là nó mang ơn mình, gọi là cứu vật vật trả ơn. Thì cổ mừng quá, cổ hoan hỷ và không biết sao mà cái cảnh mà phóng sanh tự nhiên cổ mường tượng, cổ nhớ ra cái buổi sáng phóng sanh có mấy con à ở trong xô đó, mà cái cảnh nó hiện ra luôn. Có cái ông bắt cá bỏ vô xô, có cầm xô có đổ xuống dưới cái kênh Nhiêu Lộc. Thì chúng tôi nghe như vậy tự nhiên chúng tôi nói là khi mà chúng về tỉnh thất lại là chúng tôi nói để các bạn đồng tu và những người online trực tiếp trên toàn thế giới tùy hỷ cái chuyện này, chứ không phải là mình cứu con cá đó xong rồi thôi không có chuyện gì xảy ra, không phải vậy. Mà mình tụng kinh, mình niệm Phật cho nó nghe, bắt đầu là nó tiêu nghiệp. Những cái con cá mà căn lành, cái phước duyên, cái nghiệp mà chuyển cái kiếp cá của nó mà bắt đầu là hết rồi đó,
mà nó nghe lời kinh tiếng kệ, nó là cái động lực nó chuyển một cái một giống như cái ông này. Cho mỗi buổi sáng mà mình phóng sanh bao nhiêu con cá về đó là bao nhiêu sinh mạng chúng sanh, không biết con nào nó đang chuyển loại cá nó thành loại chim nó bay trên trời, rồi cá nó chuyển thành người giống như cái ông này. Nhưng mà cái lúc mà phóng sanh đó mình phải giữ hai cái chữ thành kính, cung kính hết sức, quý mến con cá này, coi như thân bằng quyến thuộc mình đang bị đọa là loài súc sanh. Mà cái lòng cung kính này nó khởi lên từ từ, lâu ngày cái tâm mà muốn ăn thịt nó biến mất, gọi là tiêu nghiệp. Phóng sanh nó sẽ tiêu nghiệp. Có nhiều người người ta tiêu chưa được, người ta vẫn làm phóng sanh mà vẫn ăn mặn, mà người ta không có đủ sức, có tiền nhưng mà người ta không biết cách nào để phóng sanh. Vì vậy cho nên chúng ta nói hôm nay cái vấn đề phóng sanh, cái quan trọng là niệm Phật và làm cái nghi thức này thì cung kính nó quan trọng vô cùng. Chứ còn không quý vị ra chợ, quý vị mua con cá ở ngoài chợ rồi quý vị thả nó ra ngay chỗ sông thì cũng là con cá thôi, nhưng mà nó lại thay vì nó chết ngay lúc đó thì bây giờ nó vài tháng vài năm nữa nó chết, nó không nghe được lời kinh tiếng kệ câu niệm Phật. Thì Hòa Thượng Trí Quảng nói là cá cũng thành cá, chỉ bắt chỗ này đem để chỗ khác. Cho nên cái nghi thức mà để mà làm lễ nó quan trọng. Có quý chư tăng rồi cả đại chúng mình làm lễ cho nó để nó chuyển nghiệp, cái này quan trọng. Vì vậy cho nên thành ra hôm nay cứ mỗi buổi sáng tại tỉnh Thất Quan Âm là phóng sanh 3 triệu, rồi mấy ngày chủ nhật là 20 triệu và cứ mỗi pháp hội ở tại chùa Vĩnh Nghiêm là 100 triệu. Vừa rồi chị của Hoài Trí đi lên trên này, chị của chú Trí là cô Mai, cả đạo tràng phát tâm 50 triệu để phóng sanh cái đợt vừa rồi. Pháp hội ngày 28 tháng 3 âm lịch đó, cổ đưa 50 triệu. Đợt này chúng tôi lên, chúng tôi nhớ cái đạo tràng này, chúng tôi nói thôi, dán nhàn có Phật tử gửi đưa thêm 50 nữa là 100. Đợt này cô làm cho hết sức là tốt, ra chợ mua không có đặt, mang về đúng 10 giờ rưỡi, trễ lắm là 11 giờ ngày 27 tháng 4 âm lịch là Pháp hội Vĩnh Nghiêm cô mang đến. Dán nhàn giảng xong là ra phóng sanh. Cả đạo tràng hoan hỷ vô cùng, mười mấy hai chục người lên đây dự lễ Phật đản. Mà cả mọi người đó họ cũng ý thức, họ thấy đông quá rồi, họ không có chen lấn, họ đi lên Đà Lạt, họ ngủ sáng sớm 4 giờ họ xuống. Nói như vậy là để nhắc cho mọi người trên toàn thế giới đang online, cái ngày mùng 9 tháng 7 là 4 giờ mới được đến nha. Đừng có tới sớm, không có mở cửa đâu nghe, không có chỗ nằm. Chúng tôi muốn nói kỹ về cái quy tắc tu học. Nói về cái chữ thành kính này, chúng tôi nói nãy giờ 41 phút mà chưa xong. Con cá này nó có Phật tánh, cho nên khi mà nó chuyển nghiệp một cái là bắt đầu nó tới nó mang ơn chúng ta liền. Vì vậy cho nên cung kính giữa người với người đã là khó rồi, mà cung kính giữa mình với loài vật, là loài súc vật, cái chuyện này càng khó hơn nữa. Vì cái phước báu của con cá, con vịt, con cua, con gà này nó kém quá. Và cái thông lệ của cõi này là vật dưỡng nhân. Nhưng mà riêng Đức Phật thì khác với chúng ta. Khác ngày mới thành Phật. Ngày khác cái chỗ nào? Ngày thấy cái đống xương khô ở bên lề đường. Ngày cúi đầu cung kính, ngày lạy cái đống xương khô này. Chuẩn bị Vu Lan chúng tôi nói cái chuyện này. Ngài A Nan mới nói bạch Đức Thế Tôn, ngài là bậc thầy của trời người, cái xương khô nó có đáng gì đâu mà ngài lại lạy. Kêu không, ta phải cung kính cái xương khô này, chúng sanh lóc thịt ăn hết, bây giờ để xương như vậy, họ không có chịu chôn, họ để bên vệ đường như vậy, ta thương có loài thú nó chết mà nó bị lột da xẻ thịt, bản thân chúng ta chết mà bị lột da xẻ thịt thì đau đớn cỡ nào biết không? Mà tuy rằng chúng sanh chết không lột da xẻ thịt, nhưng mà chúng sanh đau giống như lột da xẻ thịt. Bởi vì họ lột, họ cộng nghiệp với cái người lột da xẻ thịt, môi tim, môi ruột con thú. Cho nên lúc chết họ quằn quại, họ khổ đau lắm. Vì vậy ta khuyên mọi người nên có lòng cung kính, thương chúng sanh như cha mẹ. Cho nên mới nói là tứ sanh phụ mẫu. Bốn loài chúng sanh là loài người là thai, loài heo là thai, loài bò là thai, loài gà, loài vịt là trứng, gọi là nõn. Nõn sanh, loài người gọi là thai sanh. Thấp sanh là loài trùng ẩm ướt. Hóa sanh là những cái con từ loại này nó biến ra loại khác. Tất cả chúng sanh không ra ngoài bốn loại này đều là cha mẹ của mình. Ta khuyên chúng sanh đừng có nên ăn nó. Ăn nó là cộng nghiệp đấy.
ăn nó. Tuy rằng là người ta không phải giết cho mình ăn, mình ra chợ, nhưng mà khi mình mua đó là mình cộng nghiệp, mình phải cung kính nó. Ta đây thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác mà cũng phải cung kính đống xương khô. Thứ nhất là tội nghiệp cho những người ăn, lúc chết họ phải đau đớn. Những người mà nghe được cái điều tâm huyết chúng tôi nói như vậy, tức thì về ăn chay, không có chết đâu mà sợ. Chúng tôi từ 12 tuổi ăn chay, năm nay 47 tuổi có chết đâu, mạnh khỏe quá chừng. Hồi sáng nay ra cân, bữa nay nó giảm cân, mà muốn cho nó giảm cân nay, lúc ở bên Mỹ vừa về 80 cân, đi thôi nó nặng nề, ụt ịch thôi như con heo. Nó nặng quá, ăn ngủ nhiều sao không biết nữa mà nó nặng, không có công việc gì làm. Về đây bắt đầu có công việc làm nhiều rồi, nó xuống 75, bữa nay còn 73,8 kg, hai lạng hay sao. Nó giữ như vậy à, ngày ăn chưa tới ăn chén cơm, ăn rau nhiều, khỏe. 5-7 tháng nay là vậy đó, chưa tới ăn chén cơm. Tinh thần mình nó sung mãn, ăn vui, ăn một miếng cơm vô, thấy nó ngon, nó ngọt cái miệng là mới có sức khỏe rồi đó. Còn tinh thần bãi hoại, nghiệp chướng nó báo theo đó. Ăn mặn là chất độc ở trong con heo, khi nó giết rồi nó tụ vô trong đó, trong người khó chịu, bực nhọc, ăn ngủ không yên, làm sao mà khỏe được trời. Cho chúng tôi nói hôm nay quý vị nghe được cái điều này thì thiệt là căn lành thiện căn nhiều đời nhiều kiếp. Còn những người đã ăn chay được rồi thì mình khuyến khích cho con cái của mình. Và ăn chay được rồi bây giờ mình phải phóng sanh nữa. Thì chuẩn bị thứ bảy nè, là ngày mai bắt đầu xe tổ chức đi. Vì vậy cho nên hình ra là cái chương trình phóng sanh của chúng tôi ở dưới chùa Liên Hoa là lần cuối. Những người biết được chúng ta tập trung xuống dưới đó để đi phóng sanh. Khi chúng tôi nghe cái câu chuyện này, tự nhiên cô đó cô kể ra làm cho chúng tôi có một cái động lực phóng sanh nó mãnh liệt. Bao nhiêu năm nay mình thả không biết bao nhiêu tấn cá, đó là biết bao nhiêu chúng sanh âm thầm nó được chuyển nghiệp, được nghe lời kinh tiếng kệ. Chứ con cá đó làm sao nó ở quầy chợ mà ai ra mà tụng kinh cho nó nghe được ta. Mà con cá nào mà lọt vô trong xô mình xách về đây là cũng cả một cái nhân duyên thiện căn phước đức đến cái lúc như thế nào rồi, chứ không phải bỗng không đâu. Thành ra hôm nay chúng tôi muốn nói quý vị, mỗi buổi sáng phóng sanh ở đây là cái nhân duyên để mà mình gọi là kết duyên với chúng sanh thù thắng. Thay vì lúc đó oan gia trái chủ đến đòi nợ, thay nhờ công đức phóng sanh, tự nhiên họ hưởng được cái công đức. Mình nghĩ lên cái chuyện phóng sanh, họ cũng hưởng được cái công đức đó, họ hoan hỷ. Thay vì tội nặng của mình họ báo oán, đáng lẽ là mình phải chết, nó bệnh chút à. Nghĩa là công đức phóng sanh, tội quá khứ nặng thành nhẹ, mà nhẹ biến mất mà. Cho nên chúng tôi tin cái điều này. Phật nói 10 công đức phóng sanh trong kinh Đại Tập là chúng tôi tin ngay. Từ khi mở pháp hội năm 2007, cứ mỗi chủ nhật là 500.000, cứ làm hoài. Bây giờ bắt đầu nó phát triển, mỗi ngày 3 triệu, mỗi chủ nhật 8 triệu. Không biết tiền ở đâu người ta gửi tới nữa. Mỗi lần khởi niệm lên phóng sanh pháp hội 100 triệu là dễ dàng vô cùng. 100 triệu bên ngoài người ta làm chảy máu mắt chứ không phải giỡn. Mấy người mà bán cơm chay mà được 100 triệu cả một vấn đề, không phải đơn giản đâu. Thì chúng tôi khởi niệm lên là có, là bởi vì không phải chúng tôi tự mãn, cho nó có tích lũy rồi, cho nên người khác tin tưởng. Mà những người mà được vô trong cái hội đó thì thôi rồi, nhân duyên nhiều đời, bỏ 5.000 bạc, bỏ 500 đồng, không bỏ đồng nào cũng được cái công đức tùy hỷ 100 triệu. Mà không dễ gì mình gặp cái nhân duyên để mà mình ở trong cái hội chúng phóng sanh đó đâu. Mà nếu mà người nào giữ lòng thành kính nữa thì thôi, công đức bội phần. Mà khi cái lòng thành kính nó cao tột được 10 phần thì tội tiêu 10 phần, mà phước huệ tăng 10 phần. Ấn Tổ mới nói có được một phần thành kính thì tiêu một phần tội nghiệp, tăng 10 phần phước huệ. Có 10 phần thành kính, tiêu 10 phần tội nghiệp, tăng 10 phần phước huệ. Mà phước huệ được tăng thì gì? Khai minh tâm địa, phước thọ miên trường. Làm cái nhân này không chịu làm, đi hưởng cái quả không à. Muốn cho mạnh khỏe không bệnh hoạn, muốn cho tuổi thọ kéo dài, muốn cho làm ăn đổ đạt, trong mạng có tài làm ăn chúng, làm đâu chúng đó. Nhưng mà không có chịu bố thí cúng dường, không ra gây cái nhân mà hưởng quả không à. Trái mà cứ hưởng hoài mà không bón phân tới nước, cái cây này nó chết héo hay chứ. Hàng ngày cứ ra đòi hưởng trái không à, nhưng mà cây không bón phân tới nước. Bản thân của mình lúc nào cũng muốn làm ăn giàu có, lúc nào cũng muốn điều lành, điều tốt, trường thọ đến với mình.
mà trường thọ không có gieo cái phước vô ý, không có gieo cái phước ăn chay phóng sanh là cái phước vô ý á, không có gieo. Muốn làm ăn giàu có mà trong mạng mình không có bố thí tài thì làm sao mà có tài nữa. Muốn thông minh trí tuệ mà không bố thí pháp. Phật nói là cái nhân đâu quả là nó rõ ràng, cho Ấn Tổ mới nói nhân quả phía bên này nè. Người tu, người Phật tử phải tin nhân quả. Có những người mới lần đầu tiên người ta nghe, người ta thấy nó không có áp phê, nghe nó không có dính dáng gì họ hết trơn, bởi vì họ nghĩ là làm ăn được là do tài năng, chứ không có nói dính dáng gì cái chuyện phước báu. Cái đó là cái trí, gọi là cái trí thông minh phàm phu ức đón. Còn cái trí của Phật nói là bạn làm ăn có là đời này không biết bố thí cúng dường keo, nhưng mà đời trước có biết bố thí cúng dường, cho nên đời này nó có đó, có chút phước báu, còn không có là đi ăn xin rồi đó, bán giấy số rồi đó. Nhưng mà đột phá được cái tâm này để mà tin nhân quả không phải là dễ đâu. Hằng ngày phải đọc sách của Thánh Hiền, hằng ngày phải nghe đĩa giảng như vậy, hằng ngày phải niệm Phật để nó khai minh tâm địa, để nó mở ra, mở cái tâm ra, chứ không phải dễ làm đâu. Bởi vì cái nguyên tắc họ nhìn thấy làm là mất, cúng dường in kinh phóng sanh là mất, không có mất. Nó như gió mình không thấy nhưng mà nó có cái sức ảnh hưởng lớn lắm. Cho nên chúng tôi cứ nhớ đời là Hòa Thượng nói là càng thấy càng có. Từ lúc trước mà gọi là đi thọ giới mà không có tiền mua bộ y có 400 triệu bạc, có 100 mấy 200 đô chứ đâu có bao nhiêu đâu, mà không có tiền. Mà cái chùa đó phải gom góp tiền lại cho Hòa Thượng Tịnh Không đi thọ giới. Rồi đến bây giờ thì thôi khỏi nói rồi. Ngày xây cái bệnh viện, xây cái chỗ chứa kinh tạng, rồi những cái chỗ mà trường học đồ đó, vài chục triệu đô là bình thường. 1 triệu đô là 20 tỷ, mà vài chục triệu là bình thường. Kinh khủng. Từ một con người không có phước báu mà nghèo khổ đến bây giờ là kinh khủng. Chỉ giảng kinh thuyết pháp, làm đúng như lý như pháp. Người ta cúng nhiều, người kia thôi đừng có cúng nữa, tôi lo giảng kinh không có thời gian để đi mà đi làm phước, rồi mới là làm thế cho quý vị, thôi quý vị đừng cúng nữa. Mà cứ càng nói đừng cúng là họ cúng lại nhiều. Còn mình đi vận động xin xỏ là không có ai cúng hết trơn, vì trong mạng mình không có tài mà đi xin gì. Những cái lời nói này nó đơn giản thôi nha, nhưng mà tâm huyết của Giác Nhàn lắm, tâm huyết lớn, áp dụng vô cái là có hiệu quả tốt. Thực sự đạo tràng của mình, chúng tôi nói là quý thầy làm đúng như lý như pháp, Phật tử cúng dường tiền vô là lo đầy đủ cho đại chúng ăn no, cụ nào bệnh là chở đi chữa bệnh liền, lo tận tình. Trừ trường hợp mấy thầy không có cái thời gian và quý Phật tử tự phải lo, mình có tiền thì không nói rồi. Chứ còn nếu mà biết được là chúng tôi phải lo cho tận nơi. Cái xe Fortuner chúng tôi hay đi cũng là chở các cụ đi lên chữa bệnh, 20 cụ dưới đó, lo cho kỹ càng. Mình cứ hết lòng chân thật coi họ như là mẹ mình, lo cho kỹ càng. Khi trừ trường hợp trong này không có chỗ chứa thì mình chịu thua thôi. Thì khi mà mình khởi tâm chân thật mình lo như vậy là có cái phước báu, đại chúng mình nó an ở trong này. Như vậy là cái vấn đề mà chúng tôi hồi nãy giờ đang nói là cái chữ thành kính, đó là cung kính Phật, cung kính Pháp, cung kính Tăng. Đó là ba ngôi tam bảo, là ba cái ngôi báu, quý báu mình phải cung kính. Rồi cung kính giữa người với người, và tung cung kính giữa mình với loài vật. Mà thể hiện được cái lòng cung kính này là không dám ăn nó đâu, chúng tôi dám chắc như vậy. Cái vấn đề thứ hai đó là Ấn Tổ dùng cái chữ là trên kính mà dưới hòa. Dĩ hòa vi quý, hòa khí sanh tài. Dĩ là lấy cái chữ hòa này làm điều cao quý. Mà chữ hòa trong nhà Phật nói cho đủ, gọi là 6 cái điều gọi là lục hòa. Thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tranh, ý hòa đồng diệt, kiến hòa đồng giải, và lợi hòa đồng quân. Chúng tôi nói ngang cái chữ hòa này. Thân hòa đồng trụ tức là mình ở chung trong một cái nơi đó, ở trong một cái ngôi chùa, thì phòng ốc đại chúng như thế nào mình như thế đó, hòa mục với nhau. Thầy trụ trì hoặc là đại chúng giao cho mình phòng nào mình ở phòng đó. Cũng như các cụ giao cho các cụ ở phòng này là các cụ ngoan ngoãn vô ở. Còn cái không, tôi muốn nằm ở chỗ đó đó mới được á, thì cái này không có tinh thần thân hòa đồng trụ. Hôm qua con vô con dọn dẹp sạch hết chỗ con này, bây giờ mấy bà khác vô giành đồ quỷ sứ.
không nói ra mà trong bụng hầm hực. Thì cái này là không phải thân hòa đồng trụ, tức rằng ở trong chùa nhưng mà bà cụ này không có hòa. Thì một thời gian bà này phải ra khỏi cái này, gọi là cái lục đầu thải, nó sẽ cho bà ra khỏi. Ở trong nhà của mình, hai vợ chồng làm một cái phòng thiệt là gì? Đầy đủ tiện nghi, con cái cho nó nằm heo hút, nằm sau đó nằm đi. Cái này là không có bổn phận trách nhiệm của người cha. Đúng theo tinh thần của cái người hy sinh mà vì mọi người không vì mình, là người ta nằm cái chỗ mà ọt ẹp, còn cái chỗ mà sạch sẽ cao ráo cho người khác nằm, cung kính người khác là vậy đó. Chúng tôi thấy có một số gia đình không có quan tâm con cái, nó hư lớn lên đừng nói làm sao nó hư, còn nhỏ mới sanh ra là cho nó ngủ chung, lo lắng kỹ càng. Bắt đầu lớn lên nó ý thức, nó biết được 5-3 tuổi rồi, nó ý thức nó biết rồi, hai vợ chồng không cho nó ngủ chung nữa, cho nó qua nằm một bên đó. Là hai vợ chồng cứ ngủ chung, không có người mẹ bên cạnh, tối đáng lẽ đọc chuyện tiểu thuyết về nhân quả Phật pháp cho nó nghe 1-2 mẫu chuyện trước khi ngủ, không chịu, để cho nó ở riêng. Bắt đầu nó cầm cái điện thoại lên nữa là xong, một mình nó là tự tung tự tác. Cho nên Ấn Tổ nói trong văn sao, hai vợ chồng khi con cái nó ý thức nó biết được, hai vợ chồng không giữ mình được về cái chuyện ăn nằm, phải cho con đó, đứa con đó phải nằm phòng riêng, mà cha hoặc mẹ thay phiên nhau qua nằm ngủ với nó. Thì lớn lên lâu ngày nó thấy cái tình thương giữa cha và mẹ và cái hơi ấm ban đêm đó đó, sưởi ấm cái tâm của nó giữa mình với nó, rồi lâu ngày nó thương mình nói nó mới nghe. Chứ nó sợ mình nói chưa nghe, nó sợ mình, nó sợ trước mặt ra sau lưng là nó làm bậy. Ấn Tổ vậy nó kỹ vô cùng, nếu mà áp dụng theo là gia đình này gọi là chân thiện mỹ à. Rồi nó lớn khoảng 10 tuổi là không cho nó giỡn với đứa tớ gái, dầu cho đứa tớ gái 12, 13 tuổi, 2, 30 tuổi cũng không cho nó giỡn cợt. Mà cha mẹ không khi nào nói giỡn cợt trước mặt nó để cho nó bắt chước. Thôi làm bổn phận cha mẹ như văn sao nói cả một kỳ công. Mà chưa làm được thôi đừng có chồng có vợ, đừng có con chi hết á. Phải làm cho được thì có vợ có chồng có con còn thôi đi tu hết đi, để mình vô mình học cái lớp học trong chùa này cho nó ngon lành. Đi tu thì tuổi trẻ chứ tuổi già giờ đi vô cũng du khê lắm, bắt học luật, bắt học lăng nghiêm, có nhiều chùa bắt thuộc lăng nghiêm mới cho xuống tóc, cả một kỳ công. Cho nên Ấn Tổ mới khuyên rằng những người trẻ phụ nữ lớn lên, nếu mà mình chưa học được cái trường đạo đức để trở thành bổn phận một người mẹ đó, rồi bản thân mình thấy mình thiếu phước, mình chưa thể tự lo cho tự thân mình được á, thì thôi đừng có chồng có con chi hết. Bởi vì mình lo cho mình chưa xong, mình bị đi thêm gánh vài cái cục đá vô trong người mình nữa, là chồng con mình sáng tác tạo, là mình sanh con đẻ cái, mình tạo thêm mấy cái tác phẩm ra nữa, là một mình lo không nổi đâu. Thôi giữ lòng trinh như vậy đi, lo cho cha mẹ cho chọn bổn phận đi. Có nhiều cô Phật tử là cổ lo cho cha mẹ xong cha mẹ mất rồi cổ vẫn giữ như vậy không có chồng, bởi vì có thấy cái khả năng của họ không có thể lo thêm ông chồng nào được nữa hết trơn á. Không phải ích kỷ, bởi vì cái khả năng của cổ không đủ. Những người phụ nữ nào mà lớn lớn lên mà nghe được văn sao của Ấn Tổ, nghe lời nói của tôi là quyết định, thôi ông ơi ông đừng có đến báo đời tôi nữa, chứ đừng có đến tôi mà tôi nương ông gì đâu. Bản thân tôi lo chưa xong mà tôi nương ông làm cái gì, mà ông tới nghiệp ông báo tao nữa, rồi dài bữa này sanh con đẻ cái rồi nó ui thôi phiền lắm. Có nhiều người nói nếu mà thầy giảng như vậy rồi không có sanh con đẻ cái, thời gian cái nó mất chủng, diệt chủng gì đâu. Cái lượng người mà nghe như chúng tôi làm được bao nhiêu người, đếm trên đầu móng tay. 10 người chưa làm được một người, chứ đừng có nói mất chủng, diệt chủng. Đúng không? Có nhiều người nói là thầy cứ nói ăn chay ăn mặn miết rồi người ta sợ không dám ăn mặn nữa, gà vịt nó chạy lũ khủ ngoài đường sao? Trời ơi, cái người mà chịu ăn chay nghe thầy nói là đếm trong đầu ngón tay, 10 đầu ngón tay mà chưa được một đầu. Kêu họ ăn chay đừng có nói dễ mà họ ăn, mà đừng có nói mà gà mà chạy lũ khủ. Quý vị coi kỹ lại coi, nói mà bao nhiêu năm nay nói mà coi như là thôi le lưỡi hụt hơi luôn mà họ còn chưa ăn nữa, chứ đừng có nói chuyện mà kêu mà cái cõi này là chúng sanh nó ngang ngạnh, nó can cường, gọi là nhất xiển đề, nó khó độ. Mình là kẻ phàm phu ngu dốt, gọi là tâm phàm, mà để chuyển tâm phàm họ nó gây quá. Cho nên bây giờ cái giới thiệu văn sao chịu khó đọc đi rồi nó chuyển tâm phàm ấy. Hôm nay nghe thích thú như vậy nè,
Nhưng mà ra tới cửa là thôi, ông nói vậy thôi chứ còn gà quay nó ngon quá mà. Rồi bắt đầu cái nghiệp đó nó tràn vô. Thì cái năng lượng của giác nhàn thôi vứt đi, bỏ qua bên rồi. Nhưng mà lạ lắm nha, đọc văn sao tự nhiên sao nó có dây dẫn ở trong đó. Đọc văn sao thì tự nhiên sao cái lời của Ấn Tổ sao nó ở trong lòng mình, nó có một cái sức mạnh. Bởi vì cái lời của Ngài nó có cái uy đức trong đó. Lời của Bồ Tát Đại Thế Chí mà, nó có uy đức trong đó, bắt đầu nó chuyển nghiệp từ từ. Nhưng chúng tôi tán thán cái bộ này là nó không phải là tầm thường đâu, phi thường lắm đây. Chưa có khi cái bộ nào mà chúng tôi mà giảng vô chúng tôi có cảm xúc lớn mà thích thú như vậy. Mới đi xuống Phật Đản xong một cái là tiếp tục giảng xong cái là chạy ra sân bay xuống dưới đó, nó nóng mà nó mệt quá chừng. Hôm qua về nằm nó ngắt ngư, sáng nay tự nhiên biết cái động lực gì thích thú lên nói nữa. Mà nghĩ là chắc lên nói chút xíu thôi chứ nói không nhiều được, bởi vì nó quá nhiều việc sắp xếp cả một chương trình, cả tỉnh thất, rồi khu chiên tu, rồi thêm phóng sanh, rồi thêm pháp hội ở Vĩnh Nghiêm. Tôi nói là nó trong công ngàn chuyện, mà nhờ có được cái phước duyên phóng sanh, nó có cái sức khỏe thực sự vậy quý vị. Rồi nhờ lên đây giảng được là mình bố thí cái pháp đúng thực sự chân thật bố thí, cho nên nó cũng có cái phước báu. Khi gặp những người khác người ta hoan hỷ, người ta có tín tâm, người ta nghe mình có thích thú mình nói. Chứ còn không có trong người nó không có cái chất đó nói không được. Không phải học giỏi nói được đâu, mà phải làm cái công đức pháp thí cho sâu dày kìa, mình mới nói được, người ta mới tín tâm, người ta nghe mình mới có cái hứng thú mình nói. Còn không mình lên mình nói chất trớt, nói cho có chuyện, cho qua loa, rồi vận động chuyện này chuyện nọ, không tới đâu. Thế chúng tôi muốn nói như vậy để các thầy ở đây tương lai, để mà dạy lớp đệ tử quy, cũng như mình gặp Phật tử mình khuyên bằng cái tâm chân thật. Những người thấp hơn mình là mình gì? Đem cái sự hòa giải cung kính. Những người lớn hơn mình cũng đem cái sự hòa giải cung kính. Hai cái chữ hòa kính này nó là như vậy. Đợt sau chúng tôi sẽ nói về cái chữ hòa này là nằm trong cái phần lục hòa. Mà thực sự một gia đình nó giữ được lục hòa, riêng cái chữ thân hòa đồng trụ, mà cha mẹ lo cho con cái phòng ốc chỗ ở y như mình, không có thiên vị đứa nào và cũng không có thiên vị chút nào về cái chuyện ăn ở với nhau. Ăn cũng vậy, người tớ mình quý họ, cho họ lên ăn chung với mình. Bởi vì họ vô tạo một cái nghiệp, họ quá khổ rồi, họ thấy mình quý mến họ, họ lăn xả hết mình, họ làm việc không biết mệt mỏi. Còn mình cho họ ăn ngồi ở dưới cái góc xó, ở dưới bếp á, hở một chút là mình la mình mắng. Bữa nay nấu ăn gì đó mà mặn quá, bữa nay nấu ăn gì mà lạc quá, kiếm chuyện nói như vậy làm tổn đức. Rồi thế nào về sau mình hết phước mình cũng làm người ở đợ như vậy, bị người ta mắng lại cho coi. Cho nên ngoài đời người ta thôi, cái miệng nó vung ra một cái là mang tội, mở miệng là mang tội. Cho nên mới nói là miệng ta là đóa hoa sen, một khi hé nở một phen thơm lường. Tiếng ta là gió mùa xuân, một cơn thổi nhẹ là muôn dân mát lòng. Mà muốn được như vậy là trong lòng mình phải mát mẻ an vui, mình mở miệng ra người ta mới an vui được. Còn không trong lòng mình mà bực bội tức tối là đụng chuyện gì nó cũng văng ra tức tối bực bội, làm người khác khổ đau. Lâu ngày rồi vợ con chồng tớ ở đợ gì nó chạy trốn hết, nó thấy mặt mình là nó trốn à. Nó sợ quá mà, ai mà dám gần mình được. Hở chút thành công là nó sành ra tự tôn, ta đây ngã mạng. Thất bại cái là tự ti mặc cảm. Hai cái đó là bữa chúng tôi nói quý vị, nó giết quý vị như khơi như chơi. Chỉ còn ôm ấp hai chữ hổ thẹn để tấn tu đạo nghiệp thì quý vị thành công. Dầu cho thành công cao gì đi nữa cũng sanh lòng hổ thẹn, không bằng người khác. Và dầu cho mình rớt xuống thấp gì đi nữa cũng sanh lòng hổ thẹn, cái tội lỗi mặc cảm này bây giờ mình phải sám hối. Cho nên Ấn Tổ mới nói là dùng hai chữ hổ thẹn ôm ấp để tấn tu đạo nghiệp. Cho nên Ngài mới nói tên Ngài là Thường Tàm. Cả cuộc đời Ngài để là một cái bài thuyết pháp nó hay cực kỳ. Chút vậy thôi áp dụng là thấy cuộc đời mình có tín hiệu tốt. Ai cũng thương đi ra, ai cũng thương, ai cũng quý kính mình, vì mình hết lòng hết dạ quý kính họ. Ở bên Hàn Quốc với bên Nhật, họ tập dân họ khi gặp cái là họ cúi đầu sâu lắm.
người khác cũng cúi đầu lại với nhau. Còn Phật tử mình đôi khi không có dậy vô gặp với thầy, ôi thầy khỏe không, không cúi được cái đầu. Cúi cái đầu tức là mình bẻ gãy cái ngọn cờ ngã mạn của mình, cúi xuống cung kính người khác. Bữa nay mà quý vị mà nghe trọn vẹn một tiếng đồng hồ, bây giờ là 7 giờ 4 phút, mà quý vị nghe trọn vẹn, quý vị nhớ, quý vị áp dụng cái là cuộc đời của mình thấy nó khác, khác dữ lắm, khác lắm. Rồi chúng tôi cũng chưa làm được gì cả, mà chỉ đọc trong văn sao thấy hay quá, bắt đầu chúng tôi nói cho quý vị nghe. Mà trong này những người nào mà có cảm xúc mạnh, biết căn lành mình với Phật Pháp lớn. Còn khi mình nghe qua rồi, có cảm xúc mà ra kia, cái bắt đầu nó đánh bạc đâu mất, không còn nữa. Bây giờ phải nghe lại nữa để mình nuôi cái cảm xúc này, mình nuôi cái chủng tử này, mình nuôi cái căn lành này. Mà khi cái căn lành có là mình hàng ngày mình gặp được thánh nhân, gặp được bạn thầy sáng bạn hiền. Đó, nó là như vậy. Dạ vâng, giờ thời gian đã hết rồi quý vị, chúng ta đứng dậy để hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Giới hơn định hơn giữ huệ hơn giải thoát tri kiến hơn quang minh văn đài biến pháp giới cúng dường thập phương tam bảo tiền. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Này tất cả các loài chúng sanh, hôm nay quý vị đầy đủ nhân duyên lành được về tỉnh Thất Quan Âm là do các vị Phật tử phát Bồ Đề tâm bỏ tỉnh tài ra để mua các vị đem về để phóng sanh. Quý Phật tử được công đức tài thế là hiện đời và sanh ra đời nào cũng được đầy đủ của cải vật chất châu báu ngọc ngà. Và đáng lẽ chiều hôm nay con cá, con lươn, con chim này bị cắt cổ nhổ lông, chiên xào nấu nướng đau đớn hoàng hoại khổ hải lên lên la. Quý vị mua cái chết này, quý Phật tử được công đức vô ý thế là công đức sức khỏe sống lâu ít bệnh hoạn. Giờ đây tất cả các loài chúng sanh này được quy y tam bảo sám hối nghiệp chướng, được nghe vạn đức hồng danh A Di Đà Phật và được nghe chánh pháp, thì quý Phật tử được công đức pháp thí là hiện đời và sanh ra đời nào cũng đầy đủ trí tuệ sáng suốt thân quang minh. Này tất cả các loài chúng sanh, sở dĩ quý vị mang thân loài cá, loài ba ba, loài lươn, loài ếch là do nhiều đời quý vị không biết nhân quả thiện lành để làm, quý vị tạo ra nhiều nhân quả ác, quý vị tạo ra nhiều nghiệp si mê tham lam trộm cắp, cho nên quý vị thê phước báu cạn mỏng thọ mạng, quý vị phải mang thân loài súc sanh sống chết gửi trên giao thớt. May thay hôm nay được các bậc thiện thiện nhân mua các vị đem về để phóng sanh, tức là thả quý vị không còn ở trong chim lồng cá chậu. Giờ đây các vị nên giữ tâm mình cho thanh tịnh, được quy y tam bảo sám hối nghiệp chướng và niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Dương chi tịnh thị biến sái tam thiên tánh không bắt đức lợi nhân thiên pháp giới quảng tăng viên diệt tiểu tội tiêu khiên hỏa diệm hóa hồng liên. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Phụ thử thị giả bát công đức thị tại thiên chân tiên tẩy chúng sanh nghiệp cấu trần biến nhập tỳ lo qua tạng giới. Cá trung vô sứ bất siêu luân thị bất tẩy thủy diệu cực pháp thân trần bất nhiễm trần phản tác tự kỷ quyên trừ nội ngoại đảng địch đàn tràng sáng khô mộc nhi tác dương sân. Khi thế ban nhi thành tịnh độ sở vị đạo nội ngoại trung gian vô trượt huế thánh phạm uy hiển tổng thanh lương bồ tát liễu độ cao lộ thị năng linh nhất đích biến thập phương tinh chiên câu huế tận nguyên trừ phổ sái pháp duyên tất thanh tịnh này chúng hữu tình bằng nhất thiết nghiệp chướng đất sân căn bản tịnh độ đà la ni. Nam mô a di đà bà dạ đa ca dạ đa dạ đa đi na ha di đi đô bà tì a di đi na tấn cam bà tì a di đi na đi na lam đế dạ di ni dạ dạ đa di đa ca lệ ta đà nam mô a di đà bà dạ đa ta dạ đa di đà ta di đi đô bà tì
ca tấn cam ta tỳ a di đà đà đi ca lan đế a di đà đà đi ca lan đa gia di đà gia gia na chi ra ca đề ta ba na ma ya da da ya da ya da di da na di di do ba ti a di di na tấn cam ba ti a di di na di ca lan đế a di di na di ca lan đa ya ya na di da ca lê ta ba ha nam mô a di da ba ya da ta ya da ya da di da na di di do ba ti a A di đà đa di ca lăng đế a di đà đa di ca lăng đa ya di ni ya ya na chi đa ca lê ta ba này các loài chúng sanh kia người nên nhớ cho khi bỏ thân xuất sanh hướng tâm về tam bảo được trở lại làm người đầy đủ gặp chánh pháp tinh sau cùng nguyện để ca chuyên niệm phật di đà cầu vạn sanh tịnh độ chứng được ngôi bất thôi để rồi tận chúng sanh nam mô tịnh độ phật bồ tát nam mô tịnh độ phật bồ tát nam mô tịnh độ phật bồ tát ma ha tát chúng sanh đây có bao nhiêu lắng tai nghe lấy những điều dạy rằng các ngươi chưa lắm trần tục lắm nên đời này chìm đắm sông mê tối tâm chẳng biết tu trì gây bao tội ác lại về mang thân sông bờ đầy chết thường đau khổ lòng vây sừng có đỡ được đâu dù là vây trước làm sao lưới vây tên băng mất câu thả mồi ta càng bắt cùng hơi phun đau cò luôn đó dù kêu khóc ai thương vạn vạn nấu lan sông nồi buôn vần chết nay ngươi cầm chắc may sao nhờ các vị thiện nhân cứu cho ngươi được thoát thân đến đây lại được nhớ ơn phép màu vậy ngươi kịp hồi đồ quy văn sông giao lòng quy pháp quy tăng hình làm sám hối thân tâm nhẹ nhàng này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy y văn lương túc trung tôn này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy y pháp ly dục trung tôn này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy y tăng chúng trung tôn này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy y phật không đọa địa ngục này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy y pháp không đọa ngạ quỷ này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy y tăng không đọa bàn sanh này các loài chúng sanh kia các người xưa đã tạo bao nhiêu điều tội lỗi cốc là tham sân si từ tham miền thị mà sanh ra hôm nay phát tâm xin sám hối nam mô cầu sám hối bồ tát nam mô cầu sám hối bồ tát nam mô cầu sám hối bồ tát ma ha tát nam mô đa bảo như lai nam mô bằng lãnh như lai nam mô diệu sản thân như lai nam mô hoàng tánh thân như lai nam mô lì vô ý như lai nam mô cam lộ vương như lai nam mô a di đà như lai ma ha ban nhã ma la mật đa tâm kinh quán tự tại vô lắc hành tham ma nhã ma la mật đa tại chiếu kiến ngụ hạnh giai công rồi nhận tiền của anh ta đa tự sanh ma vì không không ban vì sanh sanh tức thì không không tức thì sanh là được anh tức diệt phục như thầy xa đây tới thì chưa phá không tư ban sanh ban diệt bánh cao bánh tình bánh tăng bánh giảm thì khổ không chung vô sáng vô lo thượng hành tự vô nha chi thi thiền tăng ý vô sanh tình đơn vị số phá vô nhà giới này chỉ vô ý thức giới vô vô minh diệt vô minh tâm này chỉ vô là tự diệt vô là tự thành vô thành diệt đạo vô chi diệt vô đăng chi vô sở đăng có bồ đề tăng có y văn nhã ba la mật đa cố tâm vô quay ngài cố vô hộ cùng vô biện ly niệm đạo mộng thượng cửu canh niệm bàn tam tên chư phật ni văn nhã ba la mật đa cố đa la 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 Ya Nam Mô Đề Gõ Di Bát Nhã Ba La Mật Đa Di Đà Thành Chú Di Đại Minh Chú Di Vô Lượng Chú Di Vô Đẳng Đẳng Chú Đẳng Chư Nhân Thế Gõ Chân Thế Bát Na Gõ Di Bát Nhã Ba La Mật Đa Chú Tinh Thiên Chư Biết Niệm Đề Đề Ba Na Di Đề Ba Na Tăng Nghi Đề Bồ Đề Tăng Ba Hai Đề Đề Ba Na Di Đề Ba Na Tăng Nghi Đề Bồ Đề Tăng Ba Hai Đề Đề Ba Na Di Đề Ba Na Tăng Nghi Đề Bồ Đề Tăng Ba Quy Mạng Lễ A Di Đà Phật ở phương Tây thế giới an lành con nay xin phát nguyện vãng sanh cuối sinh đức từ bi tiếp độ nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật
Đà Phật, A Di Đà Phật, Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Ra ngoài trước đây cho thả nó bay dính vô đây á. Ra ngoài trước. Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Đà Phật, A Di 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 Đà Phật, Đà Phật, A Di 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 Đà Phật, Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, 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 Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Phóng sanh công đức độ tăng hạnh vô biên tâm vương chay hồi hướng của nghiệp pháp giới chư chúng sanh tâm quang vô lượng quang mạnh sanh bị tiêu tăng chứng trừ phiền não. Giả văn lẹ vô nghệ tài chân tánh tiêu trừ thế thế thường hành bồ tát làm nghiệp sanh tây vương tình đồ chúng cụ bẩm liên hoa mi phù màu quả ca ni phật hồ mỗi sanh tham tội bồ tát vì ban đơn nghị di tử không đức vô tầm thế nhẫn tiếng nhà đàn dự chúng sanh chay cộng thành phật đạo đề từ chúng con nguyện đem công đức phóng sanh này hồi hướng công bốn ơn ba cõi. Nếu có ai thấy nghe đều quả tâm mô đê hay bồ báo thân này sanh qua cõi cần là nguyện đem công đức phóng sanh này hồi hướng cho chúng con và thân và nguyện tụ cùng tất cả chúng sanh thân tâm an lạc tập bình tiêu trừ bồ đề tâm kiên cố từ nhân dân ta nhân hạnh viên và hồi hướng công đức phóng sanh này cho chư vị hướng linh của yên tất tội và ơn thân chay phục trong nhiều đời nhiều kiếp cũng như hiện tại hữu hành và vô hình. Nếu có ai thấy ai nghe điều phát tâm bồ đề hết bồ báo thân này đồng sanh cõi tây phương cực lạc tự quy y phật hạ sinh nguyện chúng sanh thể theo đạo cả phát lòng vô thường tự quy y phật sinh nguyện chúng sanh thấu đo kinh tạng trí huệ như biển tự quy y tăng sanh thông ly đại chúng tất cả không ngại nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.